Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ nói chi tiết về cái bẫy ngăn chuột của 2019 mà mình mới làm ra. Và mình chuẩn bị xuống khoảng 57 địa điểm mới. Thì cái công dụng của cái bẫy ngăn chuột này nó sẽ như thế nào, mình chi tiết nói rõ cho mọi người từ cái lợi ích của cái bẫy ngăn chuột. Mong mọi người xem và nhận xét đóng góp thêm ý kiến để có sự hoàn mỹ hơn. Mọi người nhìn thấy rõ không? Đây thì bẫy của mình làm thì chiều dài chỉ có 60 thôi. Và chiều đứng của có 8 ô vuông và chiều ngang của cái lạp gắn này có 9 ô vuông. Và cái ngăn chuột này chạy sâu vô cái gọt là 20 ô vuông. Các bạn nhìn kỹ nha, 20 ô vuông. Và cái độ thở của cái ngăn chuột này còn lại là 5 ô. Nhưng nói trước đây á, khi còn gắn 3 ký vào thì cái tấm ngăn chuột này nó sống nhiều chứ không phải là nó chết. Thì cái chiều cao và cái độ ép của con rắn thì cái ngăn chuột này nó sẽ sống và nó sẽ ép cái miếng ngăn chuột này xuống sát gần đáy lợn. Và cái sự chuột chạy ra sát nhất của cái đuôi lợn thì đây là cái đầu chết, nên không thể nào mà gắn mà đè chết được chuột. Chuột vẫn an toàn nha mọi người. Mọi người thấy không? Mình nói đây làm phải để mà mình đánh gắn trong những cái mùa chuột hiếm và mình giữ được cái sự an toàn của con chuột. Và mình sẽ bày tiếp lần sau và lần tới, khi nào mà chuột chết thì thôi chứ không bao giờ mất được chuột. Cái này mình cũng tiết kiệm được một cái chi phí cũng lớn nha mọi người. Và những cái mà miệng lợp này mình che luôn những cái ống cảm chị, che luôn thành một cái, đây là gọi là miệng lợp chết luôn. Đây là miệng lợp chết, mình không có lấy miệng lợp nữa. Những chú nhỏ mà bị kẹt đầu thì mình tự xử lý. Còn khi những cái chú mà gắn lớn quá tải thì nó vào rồi nhưng mà mình bắt ra nó khó khăn,
cái cách xử lý của mình như sao, và cũng chia sẻ với mọi người biết luôn. Thì cái miệng hợp này là cái miệng hợp chất, thì mình muốn bắt ngắn 4 kg, 5 kg mà ra ngoài khỏi cái lợp này thì cũng là một cái sự khó khăn, mà mình giải quyết mọi vấn đề tháo một cái mối kẹp này, tháo một cái mối kẹp của miệng hợp này, xét lên trên thành lên và cái mối kẹp dưới ép xét thành dưới thì gắn lớn rồi. Mọi người bắt thường xuyên thì mọi người cũng biết khi mình ép xét xuống thì phần đuôi hay phần đầu đương nhiên nó sẽ trồi ra, chọi ra thì mình ép miệng hợp, mình giữ tay ép miệng hợp từ từ sẽ lấy được ra, chứ không có gì mà gọi là làm khó khăn. Nhưng mà cái thứ hai nữa, đây là cái miệng hôm chết, miệng hôm chết này đó, có thể là rất an toàn cho cái nọ khi chui vào, nhưng mà nói về để mà xảy ra cái miệng hôm nay mình dám bảo đảm với mọi người 100% không bao giờ xảy ra nữa. Mọi người thấy ha. Hôm trước mình có quay cho mọi người coi, mình chia sẻ với mọi người, nhưng mà mình không có trực tiếp nói về cái phần lập của mới của mình 2019, phần đuôi lập mình xài vào một cái lò xo, lò xo để mà mình lại mình cho chuột ăn nó gọn gàng hơn, nó nhanh hơn. Đó, thấy mọi người ha, mở ra để lúa vô, nhưng mà riêng lập của mình đặc biệt với mọi người nha, là từng mắt của ô vuông lưới là mình xe toàn bộ. Nói phần đuôi nói về để làm bẫy mà cứng cáp cho nó chắc thì mình xe từ đầu cho tới đuôi, chứ còn cái ngăn này nói chung là không có quan trọng gì mấy. Cái ngăn này bởi vì là ngăn chuột à, rồi mình che hết toàn bộ. Mọi người thấy không, che hết toàn bộ và cái nối lợp thành ô vuông để mà cái nó lợp những cái mắt ô. Đây mình hy vọng đây là một cái bẫy của 2019 này sẽ đạt nhiều thành công và không tốn chuột hao nhiều, giảm được cái chi phí cũng rất cao này mọi người. Lưới này là lưới không xét ăn người, lưới này là lưới bọc chì rất là cứng, rất cứng mọi người. Cái lợp này mình để lên một cục đá khoảng 15-20 kg không nhất thiết tới cái lợp này nghe mọi người, rất là cứng. Là do lý do là mình che hết toàn bộ, che hết từng cái mắt lưới, thì mình tạo ra được một cái hình vuông, một cái lợp, và để lên chiều đứng thì cái lực chịu của cái lợp này rất là cứng. Để lên đá hay cục gạch lên khoảng 20 kg, mình để lên không bao giờ lún lợp được,
và bảy lời đảm bảo với mọi người, chồng tôi vô thì không bao giờ xảy được. Lưới mình xài lưới tốt, miệng hôm mình làm đúng kích thước, không quá dài mà cũng không quá ngắn. Ngắn thì nó nôn, ngắn thì nó nôn. Mình làm đúng kích thước theo cái kinh nghiệm của người bảy ngắn. Miệng hôm mình rất là nhẹ nha mọi người, nhẹ và sự đàn hồi rất cao. Người nhìn thấy đây, tôi vào vừa lọt lọt đầu hay lọt thân vào thì sẽ nhảy lên. Mình không sử dụng lò xo cho cái miệng hôm. Mình hy vọng chuyến đánh gần đây, lần đầu tiên để mình thả một cái dàn bẫy này xuống, rất hy vọng và sẽ thắng lợi nhiều hơn và ít hao tốn ha. Rồi mình xin tạm dừng video tại đây, chào mọi người nha. Chúc mọi người nhiều sức khỏe và đạt được nhiều thành công trong công